Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trình thuật tin mừng theo Thánh Marco qua Chủ nhật thứ 30 thường niên hôm nay thuật lại cho chúng ta biến cố Chúa Giêsu chữa lành một anh mù trong thành Jericho. Tại sao anh ta được Chúa Giêsu chữa khỏi? Thưa, đó là nhờ lòng tin của anh. Khi Chúa Giêsu nói anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Ngày nay chúng ta cũng bị mắc căn bệnh mù tâm linh. Đó là khi chúng ta bàng quan vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, khi chúng ta thờ ơ trước những người nghèo, những người già bị gạt ra khỏi ngoài lề xã hội, khi chúng ta không quan tâm đến những người thân trong chính gia đình của mình, và rất nhiều điều khác nữa. Xin cho lời Chúa hôm nay làm thức tỉnh lương tri của chúng ta, để chúng ta biết cầu xin Chúa chữa căn bệnh mù tâm linh của mình, ngõ hầu chúng ta biết sống đúng với tinh thần phúc âm và đi theo Chúa trên con đường người đã đi, như người thanh niên trong tin mừng ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Khi nghe và biết Đức Giêsu đến thành Jericho, anh mù đang ngồi hành khất ở bên vệ đường đã lớn tiếng cầu xin Đức Giêsu đoái thương cứu chữa anh với tất cả lòng khiêm tốn và niềm tin tưởng cậy trông của mình. Lúc bấy giờ, nhiều người sợ anh quấy rầy ngài nên quát nạt bảo anh im đi. Thế nhưng mà với niềm tin tưởng cậy trông vào đấng mà anh nghĩ đó là con vua David, anh càng kêu lớn tiếng hơn: lại con vua David, xin chủ lòng thương xót tôi. Bất chấp những chống đối, những ngăn trở, anh mù chỉ mong mình được gặp gỡ được Đức Giêsu, con vua David, và xin ngài chủ lòng thương cho anh được sáng mắt. Và cuối cùng, với đức tin chân thành và đơn sơ của mình, anh mù đã vượt qua những thử thách, những rào cản để đến với Đức Giêsu và được ngài chữa lành cho anh. Kính thưa cộng đoàn, anh mù Bartimê ở thành Jericho khiêm tốn đến Đức Giêsu bằng chính thực tại đau thương của mình và hết lòng tín thác và cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa. Anh đã đến với Chúa bằng tất cả niềm tin tưởng cậy trông của mình, và chính nhờ lòng tin tưởng cậy trông và phó thác cho tình yêu cũng như là lòng thương xót của Thiên Chúa mà anh ta đã được chữa lành. Đức Giêsu cảm phục anh ta và nói với anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Rõ ràng đức tin đã giúp anh mù Bartimê ở thành Jericho vượt qua những khó khăn và thử thách để đến với Đức Giêsu và được ngài chữa lành. Ngày nay mỗi người Kitô hữu chúng ta có đủ khiêm tốn, can đảm và kiên trì để được gặp Chúa trong từng biến cố của cuộc đời mình hay không? Trong tuần vừa rồi có dịp tôi gặp gỡ một người ốm đau bệnh tật. Sau một vài câu hỏi thăm, anh than phiền, anh chia sẻ với tôi: con buồn lắm cha. Hỏi tại sao anh buồn? Con ốm đau bao nhiêu năm nay, mười mấy năm rồi cha, ốm đau bệnh tật bao nhiêu tiền thuốc nhưng mà chẳng khỏi được. Con tha thiết nài xin Chúa cho con được khỏe mạnh, nhưng mà Chúa chẳng ban cho con gì. Buồn quá. Và thú thật với cha là mấy năm nay con không có xưng tội, con không rước lễ. Thế tại sao vậy? Thưa cha, tại vì con thấy rằng Chúa chẳng thương con gì. Con ốm đau bệnh tật như vậy, bao nhiêu tiền thuốc như vậy, con đến xin Chúa chữa lành cho con, Chúa chẳng chữa con gì. Con buồn quá, con bỏ cả Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nhiều khi mình đến, mình gặp gỡ Đức Giêsu, mình cầu nguyện với ngài trong thánh lễ, trong giờ kinh, mình cũng khao khát, mình mong muốn Thiên Chúa thực hiện cho mình điều nọ điều kia. Và khi mà Thiên Chúa không thực hiện thì mình ngã lòng trông cậy, mình oán giận và mình bỏ luôn tất
cả những gì gọi là đạo đức, những gì mà mình đã thực thi với tất cả tình yêu lòng mến trước đây, bây giờ phá vỡ tất cả. Chỉ vì Thiên Chúa không thực hiện cho mình cái điều mình đang khao khát và mong muốn. Vậy thì có phải mình đến với Đức Giêsu Kitô chỉ vì xin Chúa ban cho mình điều nọ điều kia hay không? Và nhất là những người ốm đau bệnh tật nữa, thì càng cậy trông vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa hơn. Và rất là cảm thông với anh chị em, với những người ốm đau bệnh tật. Thiên Chúa không mong muốn cho mình ốm đau bệnh tật. Thiên Chúa cũng xót xa khi mình ốm đau bệnh tật. Không có một người cha, một người mẹ nào cảm thấy vui lòng khi con của mình ốm đau bệnh tật cả. Không có một người cha, một người mẹ nào cảm thấy an tâm khi con của mình đã long đong lận đận trong cuộc đời. Cũng vậy, Thiên Chúa cũng xót xa khi mình ốm đau bệnh tật. Nhưng mà con người mình nhiều khi phải đón nhận tất cả những cái hệ lụy xảy ra trong cuộc đời của mình, nhưng với một lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác. Thưa cộng đoàn, chúng ta đang sáng mắt đấy, nhưng mình có nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới ngày hôm nay hay không? Mình có ý thức được rằng chúng ta đang cần đến Chúa, cần đến tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Hay là chúng ta cảm thấy mình thất vọng, mình bất mãn khi Chúa không thực hiện những điều mà mình đang khao khát mong chờ? Như anh mù Bartimê, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được sáng mắt để mình cảm nhận được những kỳ công của Thiên Chúa đã và đang thực hiện trong lịch sử nhân loại và trong đời sống mỗi người chúng ta. Trong từng biến cố của cuộc đời, trong từng khó khăn, những thử thách của cuộc sống, xin cho chúng ta biết can đảm vượt qua để đến với Chúa và được Ngài chữa lành. Ngõ hầu đời sống của chúng ta trở thành lời ca tụng ngợi khen Thiên Chúa, và hết lòng tin tưởng cậy trông phó thác rằng Thiên Chúa vẫn luôn luôn hiện diện, Thiên Chúa vẫn luôn luôn có đấy, và Ngài đang đồng hành với tất cả chúng ta. Càng ốm đau bệnh tật, càng gặp những biến cố đau thương trong cuộc đời, chúng ta càng chạy đến với Chúa hơn, càng tin tưởng ở nơi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa hơn. Chính nhờ niềm tin tưởng, cậy trông và phó thác ở nơi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, thì cho dẫu bệnh tật đang có đó, cho dẫu những biến cố đau thương trong cuộc đời của chúng ta vẫn có đó, nhưng mà mình không cô đơn vì mình đang có Chúa đang đồng hành với mình. Amen. Tâm niềm tin tham gia.
trên vai. Hành trang đi vào đời là tấm kinh thánh. Chúa đất đứng là nhà và tấm đá thô gối đầu. Người lữ khanh phong trần mình an bước đi. Giá tài người trôi lại cho anh. Your name.